Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là Tường đang về quê để đám giỗ bà nội của Tường. Ngày hôm qua là có anh Tiết Cương về chung, nhưng mà ngày hôm qua là cúng cơm, còn ngày hôm nay là cúng xôi chè để đưa. Rồi lát cúng xong Tường sẽ quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đêm hôm qua đó, thì Tường ngồi nói chuyện với gia đình, cái Tường mới nói là dạo này con hay mệt, như là tại chắc là Tường hay bị lo xa, Tường bị stress đó quý vị. Tường thì Tường sợ đủ thứ hết trơn á. Với là qua cái mùa dịch á là Tường thấy cứ ỏi e với bệnh hoạn nhiều, Tường sợ. Với lại nếu mà ai theo dõi Tường thì thấy dạo này trên Facebook cá nhân, trên Tường hay livestream rồi, Tường cũng hay nói là Tường hay bị choáng, hay bị chóng mặt. Tại vì Tường là nhiều tập múa, tập hát đồ này kia thì Tường hay bị choáng, hay bị chóng mặt. Cái Tường mới sợ. Hôm qua mới ngồi đám giỗ, mới có ông Tiết Cương nữa, mới ngồi mới quay cái clip là hỏi về cái chuyện là cầu nguyện Phật mà cầu sức khỏe đó là cầu cho ai, mình cầu cho mình hay mình cầu cho mẹ, mà ba mẹ của mình. Thì mọi người nếu mà ai cần tò mò thì ai muốn biết cái câu chuyện đó là câu chuyện chia sẻ như thế nào á, mình xem lại cái clip trước cái hôm đám giỗ hôm qua nha. Tại vì thật ra cái clip này là Tường quay sau, nhưng mà bây giờ là Tường phải quay trong vòng là gần một tháng thì Tường mới đưa cái clip này lên được. Thì nhưng mà lấy cái mốc ngày hôm nay để cho mọi người biết, hôm nay là thứ tư ngày 1 tháng 12 nghe quý vị. Giờ này 7:30 sáng, vừa mới cúng xôi chè trên bàn thờ thứ tư nè, ngày 7:30 nè, thứ tư nè đó, 7:30 thứ tư ngày 1 tháng 12 đó. Thì mọi người cũng biết luôn là ngày 12 tháng 12 là sinh nhật của các Tường, thì Tường cũng làm thiệp mời để mời sinh nhật bạn bè mấy ngày về quê. Đợt này Tường về quê là 5 ngày 4 đêm đó, thì Tường đã chuẩn bị mọi thứ. Thì giờ Tường cũng muốn chia sẻ cho mọi người một cái này một chút xíu, tại vì cái gì mà về tình hình sức khỏe thì Tường lại muốn chia sẻ với cả nhà luôn. Đáng lẽ là Tường cái này Tường sẽ đăng lên trang bán hàng của Tường thôi, nhưng mà Tường nghĩ là ô, mình đăng lên kênh YouTube luôn đi để cho nhiều người cùng biết. Thì mọi người biết trên bán hàng của Tường từ trước đến giờ là một năm nay là Tường có bán cái viên này, gọi là cái viên uống đột quỵ. Cái này dịch tiếng Việt là cái viên cung linh đan hay là cái gì đó, đại loại tiếng Việt thì Tường không biết, nhưng mà tại vì nó là tiếng Hàn Quốc. Thì đợt này Tường về Việt Nam á, Tường về Vĩnh Long á là đem theo 3 viên để cho Tường viên, ba Tường viên, mẹ Tường viên để uống. Thì cái này Tường đã quay clip nhiều lần cho nên khách hàng của Tường không có lạ gì hết. Tường muốn gửi lên cho khán giả của Tường coi thôi. Thì á, cái viên cung linh đan này bình thường Tường tư vấn cho khách á là những người mạnh khỏe giống như các Tường á, mỗi ngày sẽ những người mạnh khỏe giống như các Tường uống để tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa đột quỵ là một tháng mình sẽ nhai một viên, nhai nhuyễn buổi sáng trước khi ăn sáng, sau đó uống một ly nước ấm vào buổi sáng, rất tốt cho sức khỏe và ngăn ngừa đột quỵ. Còn nếu ai mà đã bị bệnh, đã bị nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ, bị tai biến, hoặc có những bệnh lý về tim mạch mà đang có nguy cơ cao, hoặc là những người sau tai biến á, thì mình uống cái này. Mẹ ra ngoài chỗ cái bàn còn bán hàng, trưng bày bán hàng á, có cái hộp này, mà cái hộp nguyên á, cái hộp trong cái bao nhung á, mẹ lấy giùm con cái để cho mọi người xem. Cái hộp mẫu của nó là hộp 100 viên, cái này là cái viên lẻ Tường uống thôi. Thì á, ai mà không có bệnh á thì là mỗi tháng nhai một viên. Nhưng mà ai có bệnh hoặc là đang cần phục hồi sức khỏe sau tai biến á thì mỗi ngày phải nhai một viên. Và ở bên Hàn Quốc, cái nơi sản xuất á, người ta tư vấn á, là phải nhai liên tục một tháng. Phải nhai liên tục 100 viên, có nghĩa là 3 tháng. Thì cái hộp một lát mẹ Tường đem vô là cái hộp lớn, cái hộp là 100 viên. Là nhai liên tục 3 tháng, mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy nhai một viên để phục hồi sức khỏe sau tai biến. Thì bây giờ Tường đâu có tai biến đâu mà Tường biết. Tường là chỉ uống, hồi đó giờ Tường chỉ uống là mỗi tháng viên, công dụng là để ngăn ngừa thôi. Có một số khách hàng của Tường là họ mua một cái hộp lớn 100 viên luôn, hoặc là họ mua một hộp 10 viên, hoặc là họ mua lẻ 10 viên. Dạ, cảm ơn mẹ. Thì chắc lẽ có lẽ là những người đó trong gia đình họ là người có bệnh. Đây, cái hộp 100 viên là như thế này nha cả nhà nha. Còn cái này, đây là hộp nguyên, còn cái hộp này là hộp lẻ, thì từng viên lẻ. Thì hôm nay thì hôm qua thì khi mà Tường về, Tường kể lúc mà thắp nhang trên bàn thờ mà đang kể cái chuyện mà bệnh hoạn rồi ai chết trước ai chết sau, thì tự nhiên Tường mới sợ quá. Tự nhiên tối hôm qua Tường mới 8 giờ tối hôm qua là không biết bên Hàn Quốc mấy giờ, thì gia đình Tường ngồi ăn cơm, Tường mới nhắn tin cho cái chị mà bán cái sản phẩm này cho Tường ở bên Hàn Quốc á. Thì chị Tường mới hỏi vậy nè, chị ơi, cái viên cung linh đan này nè,
nếu giờ em uống, tại vì hồi trước giờ là Tường nói là Tường mua về để Tường bán, bây giờ Tường nói chuyện với cái chị đó là em uống, tại vì em thấy là sức khỏe em không tốt, em muốn uống, thì chị chỉ cho em cái liệu trình uống như thế nào là hiệu quả. Tại vì mọi người biết không, khi người ta giới thiệu sản phẩm để cho bán cho khách hàng thì nó khác. Thì đó, bán thì người ta nói với Tường là một tháng nhai một viên, còn người có bệnh thì một ngày nhai một viên. Nhưng bây giờ Tường giống như là một năm nay mình làm việc với người ta, giống như mình cũng là bạn của người ta rồi, nói chuyện qua lại, thì Tường mới hỏi bà, tôi hỏi thiệt á, là bây giờ tôi nè, tôi uống nè cái viên này nè, thì bà chỉ cho em cái liệu trình uống như thế nào là hiệu quả. Thì chị mới nói á, cái này á, cái cung linh đan này ngày xưa không có bán ra thị trường. Cung linh đan này là cái viên bán cho chính phủ, cho nhà xanh, chỉ dùng nguyên văn. Cái này là bán cho nhà xanh và cái này là thuốc của nhà giàu em ơi. Đó, cái này là thuốc của nhà giàu. Tường mới hỏi nó có thật sự có hiệu quả không chị? Nó nói sao không có hiệu quả em. Cái này là người ta sản xuất ra cho chính phủ mà, sản xuất ra cho nhà xanh, sau này người ta mới bán ra bên ngoài cho người dân. Em uống cho chị cách mỗi ngày uống một viên và uống 10 viên. Sau đó em nghỉ một tháng, sau đó em uống lại. Tường mới hỏi kỹ lại một lần nữa là sao chị, có nghĩa là cách ngày uống ngày, cách ngày uống ngày, tại chỉ ghi là cách mỗi ngày uống một viên, thì có nghĩa là bây giờ là một ngày uống, một ngày nghỉ, một ngày uống, một ngày nghỉ, uống 10 viên liên tục cho nó thấm. Công dụng nó là chống đột quỵ mà còn tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng nữa. Rồi á là nghỉ một tháng, rồi sau đó mới uống tiếp một lần 10 viên. Có nghĩa là chị nói uống như vậy thì nó sẽ là hiệu quả. Thì Tường mới ngồi, Tường với ba mẹ Tường mới ngồi cộng trừ nhân chia ra. Thì giờ một viên này là 950 ngàn, mà uống 10 viên liên tục á là 9,5 triệu. 10 viên liên tục 9,5 triệu, uống trong vòng 20 ngày, rồi sau đó mình nghỉ một tháng rồi mình mới uống lại, thì có nghĩa là khoảng tầm 2 tháng uống 10 viên, đúng không? Nếu mình chia đều ra là 2 tháng mà uống 10 viên, có nghĩa là tuần uống 1 viên, tuần uống 1 viên là tốt. Nhưng mà Tường nghĩ là Tường cứ uống theo người ta chỉ, cho nên ngày hôm nay là viên đầu tiên. Hôm nay ngày 1 tháng 12 thì mọi người sẽ theo dõi. Như vậy là Tường phải uống 20 ngày, là tới 20, uống xong 10 viên này là trước Noel. Thì Tường sẽ đăng cái clip này trong trước Noel, thì một cái ngày 3, 5, 7 chủ nhật nào đó trong cái ngày. Thì bây giờ hôm nay là ngày 1 tháng 12, thì mọi người sẽ lấy cái móc tóc của Tường hôm nay là còn màu vàng nha. Hôm nay là về đám giỗ còn màu vàng. Nhưng mà trước sinh nhật của Tường thì đây, bộ móng tay này là màu hồng. Trước sinh nhật của Tường, Tường sẽ nhuộm tóc màu đỏ. Và bây giờ Tường sẽ cố gắng, Tường tập trung, Tường nhớ họ phải quay. Cứ mỗi sáng Tường sẽ quay 30 giây uống thuốc, mỗi sáng quay 30 giây uống thuốc thôi. Đó. Em viên, ba mẹ em đó, ba người ba viên. Mà sáng ra tôi khui ngay đúng cái viên mẹ Tường uống rồi. Bà lẹ quá, bà uống bà không đợi tôi quay luôn, thiệt tình luôn, thôi tôi quay mình tôi được rồi. Ba Tường thì chưa uống đâu. Ông dậy ông lo ông cúng nãy sáng giờ đây. Đây, thì bây giờ một cái viên nguyên nó là như thế này nha cả nhà. Đây, khui ra, khui cái galanti này ra. Nhai cái này Tường đã chia sẻ nhiều lần rồi nha, nhưng mà ở này là Tường đang quay cái clip uống 10 viên liên tục theo hướng dẫn của nơi sản xuất. Khui ra, galanti ra, có thêm một lớp giấy, cái chữ này hình như là chữ nhân hay gì, chữ trời. Sau này có cái tem. Mình uống nhai thiệt nhuyễn, xong rồi uống nước sôi vô, ấu nước ấm vô cho nó hòa tan trong cơ thể, rồi xong, một chút xíu sau là mình mới đi ăn sáng. Đó, thì vẫn khách của Tường tùy thôi. Nếu mà ai bình thường khỏe mạnh thì chỉ trẻ thì cứ một ngày, cứ một tháng nhai một viên là ok. Nhưng mà vì Tường có tuổi rồi, Tường dù sao cũng là đã 45, là tuổi trung niên, mà Tường là vì cày quá cho nên Tường nghĩ giờ có tiền để làm cái gì. Tường cày quá mà Tường rất là sợ, Tường rất là sợ bệnh, sợ đủ thứ hết. Cơ ngơm là Tường sẽ không tiếc tiền, quyết uống 10 viên liên tục. Tường sẽ uống như vậy đó. Người viên 9,5 triệu, uống được 2 tháng chia ra 1 tháng 4 triệu, 4 triệu uống chiều 7,50. Ủa? Uống chiều 7,50, tính ra cũng thật sự không có quá mắc. Đối với người mà đi làm ổn định, cày quá mình nuôi cha nuôi mẹ nuôi con nuôi cái, chấp nhận luôn. Giờ ăn hộp yến, mới mua hộp yến cho ba mẹ báo hiếu bạn ơi. Hộp yến là đã 3,7 triệu rồi, yến nuôi thôi, lạng yến 10 tay 3,7 triệu rồi.
mình quyết định là ăn cái món này. Bố chưa uống kìa. Từ từ nữa. Bố tôi là ông tiếc tiền, ông không chịu uống à, hay mẹ tôi không uống. Đang uống đó. Ông nói uống phải uống cho đều, chứ uống không đều thì không đã, không có hiệu quả. Mà uống nhiều quá thì ông tiếc tiền. Ông nói ông đi ra vườn, ông làm, ông trồng cây, trồng cối, ông khỏe rồi. Phí quá. Nhưng mà mẹ Tường thì ủng hộ Tường là uống. Mẹ Tường nói là con còn đi làm, con đi cày, còn kiếm tiền nuôi con, nuôi cái đi học, nên con cứ uống đi. Ba tôi ông nói ông hy sinh, ông nghỉ, ông không uống cho tôi uống. Còn một viên nguyên nha, hai viên này, viên này viên nguyên nè. Viên nguyên bỏ vào hộp. Rồi, cứ tiếp tục như vậy nha quý vị, 10 ngày liên tục. Mới về lại Sài Gòn nha cả nhà, mới vừa ngủ dậy luôn. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng ngày 3 tháng 12. Em uống viên thứ hai và em đã khui sẵn luôn chín, trời ơi, 9 viên đây. 10 viên của em hút một hơi, kêu sức 9 viên, bà sức dư 1 viên rồi. Viên này đem xuống cất bán. 9 viên nha quý vị nha. Giờ em sẽ uống viên đầu tiên. Nhà ở Vĩnh Long một viên rồi, lên đây em sẽ làm hết 9 viên này. Em cắt ra sẵn em để em phòng em luôn. Cứ sáng ngủ dậy là quất. Tôi quyết chí tôi phải ngăn ngừa đột quỵ. Sức khỏe là vàng. Xong rồi đi tập kịch nha. Hôm nay quốc viên này xong rồi đi tập kịch nguyên một ngày. Đi tập kịch còn đeo củ xong theo ăn nữa chứ không phải giỡn đâu. Bồi dưỡng sức khỏe dữ lắm mà vẫn sợ má ơi. Nghe có ông ba bữa về quê về Vĩnh Long gặp bạn, nó kêu đi qua bên đằng Cần Thơ á. Nó nói bên Cần Thơ có ông bác sĩ Cường. Bác sĩ tên là Cường, cái gì Cường quên rồi. Chuyên về khoa đột quỵ. Qua khám tổng quát một ngày 30 mấy triệu. Đang suy nghĩ có đi không. Vô máy cắt lớp cái đầu CT gì đó, MRI mà cắt nhỏ 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 ra. Quan trọng là từ cái đầu trở lên 30 mấy triệu khám tổng quát. Đang nói chuyện điện thoại với chị Cát Phượng, hỏi thăm chị khỏe chưa. Chị hai chị em mình cũng nói chuyện. Tường đang ngồi uống thuốc ngăn ngừa đột quỵ nè. Gửi thiệp mời sinh nhật cho bạn bè. Sau khi mình nhai cho kỹ, cho nhuyễn xong, uống miếng nước vô, nước nóng nha, nước ấm nha. À, kính thưa cả nhà, hôm nay là sáng thứ ba. Sáng thứ ba Tường uống viên thứ ba chứ lộn. Một tay một viên, ba tay một viên, hôm nay là năm tay. Uống một viên nữa. Đây là cái viên uống đột quỵ. Tường muốn quay, chưa chắc đi lại mà. Đây là bệnh rồi, dạ không có bệnh đâu anh. Em dạy cho em không có bệnh nha. Đây là viên thuốc đột quỵ, dạ em khui ra nha. Uống luôn chứ không còn nhiều thời gian nữa để đi làm. Tại vì Tường quay cái clip là Tường uống 10 viên liên tục á mà. Cho nên là sáng nay Tường lại tiếp tục. Vừa đặt một cái máy quay, vừa đặt một cái máy live stream luôn. Đó, đang live stream và quay cho mọi người xem. Đây là viên thứ ba. Để cho những khách hàng nào của Tường mà đã mua cái viên thuốc ngăn ngừa đột quỵ này mà người ta chưa biết cách sử dụng á, chưa biết cách sử dụng á, thì người ta sẽ sử dụng. Sáng ngủ dậy trước khi ăn sáng, lấy một cái ly nước ấm. Đó, một viên. À, nhai kỹ, nhai nhuyễn trước khi ăn sáng. Rồi sau đó uống vào một ly nước. Đó. Anh Lâm, em đang uống mấy này em hay em tập nhiều á, rối loạn huyền đình, em sợ. Dạ chắc không phải đâu chị Tâm Danh, uống bình thường đi chị. Rồi à, sau khi đã nhai nhuyễn chậm nghe quý vị, buổi sáng ngủ dậy ha, mình nhai nhuyễn nhai chậm à, sau đó mình uống một ly nước từ từ vô. Đột quỵ là 950.000 một viên. Nguyễn Bích Thủy ơi, uống nước thật chậm, nước ấm nha cả nhà nha, cho nó từ từ nó thẩm thấu, nó hòa tan vô trong cơ địa của mình.
là xong viên ngày hôm nay nha. Ngày 7 tây Tường sẽ uống tiếp. 7 tây nếu mà buổi sáng mà người nào muốn thì cũng sáng sớm 8 rưỡi Tường thức dậy Tường sẽ like tiếp như vậy. À, mỗi ngày uống Tường like 20 phút cho bà con coi thôi. Rồi hẹn sáng ngày 5 tây nha. Ủa hẹn sáng ngày 7 tây tháng 12 nha. Hello, mới ngủ dậy luôn. Và hôm nay là sáng thứ 7, sáng ngày 7 tháng 12, uống viên thứ tư nha cả nhà. Uống hết 10 cái viên này là xong nha cả nhà. À, hôm nay mình ngồi ngược sáng cho mọi người thấy góc phòng, góc cửa sổ của mình mới ngủ dậy. Với lại sáng sớm mới ngủ dậy á, mình ngồi như vậy mình sẽ thấy cái mặt mình nó đẹp hơn. Chứ ngồi xoay ra ánh nắng nó chói chang vô cái mặt mình sẽ không có đẹp. Đây, ngủ dậy chưa ăn sáng, đánh răng rửa mặt xong là chúng ta hãy uống một viên thuốc nha. À quên ha, có cái chị khách kêu Tường hỏi là cái lớp màu vàng ở trong viên thuốc này phải là vàng thiệt không, mà Tường chưa hỏi nữa, để Tường hỏi coi. Đây, khi mình mở lột cái lớp này ra nè, thì cái cục viên thuốc nó có cái lớp màu vàng, mà có khách của Tường hỏi chị ơi, chồng em hỏi cái này có phải vàng thiệt không. Nè nè, để tôi ăn uống xong viên này tôi sẽ điện hỏi khách coi cái này phải vàng thiệt không nha. Vàng thiệt không sợ lửa, vô viên thứ tư, ráng theo dõi hành trình 10 viên của em nè. Một ly nước sôi đã để sẵn, nước ấm 950.000 một viên. Cắt vô, cắt vô làm kỷ niệm. Xong, uống một ly nước ấm buổi sáng cũng rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly nước ấm buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, ngăn ngừa đột quỵ đó nha quý vị. Chỉ mọi người luôn một bí quyết luôn này, bác sĩ chỉ nha. Tối trước khi đi ngủ đó quý vị, hoặc là sáng ngủ dậy đó, xõa tóc ra lấy 10 đầu ngón tay, vuốt từ đỉnh đầu xuống dưới ót như thế này khoảng 30 lần, để cho máu huyết nó lưu thông lên não, như vậy nó sẽ ngăn ngừa đột quỵ đó các bạn ạ. Và nhớ là buổi sáng trước khi ngủ, mới ngủ dậy uống một ly nước ấm, buổi tối trước khi đi ngủ cũng uống một ly nước ấm, nó cũng giúp cho ngăn ngừa đột quỵ luôn. Đó, chậm rãi, 10 đầu ngón tay vuốt từ đỉnh tới ót để cho nó lưu thông máu huyết. Rồi, sáng hôm nay xong viên thứ tư rồi nhé. Hello, good morning cả nhà. Đây là buổi sáng ngày 9 tháng 12. Còn 3 ngày nữa sinh nhật Tường rồi quý vị. Đây là buổi sáng ngày 9 tháng 12 nha cả nhà. Dậy uống rồi. Đây là viên thuốc thứ 5. 9 tháng 12 rồi. Viên thuốc thứ 5, hôm nay Tường đi làm sớm, giờ này mới có 7 giờ sáng thôi cả nhà ạ. Hôm nay Tường đi làm sớm, dậy sớm. Mấy ngày nay khỏe nha quý vị nha. Hôm qua múa quay vòng 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 mà không có mệt nha quý vị. Có chóng mặt nhưng mà ngồi chút xíu cái nó khỏe. Mấy bữa trước quay xong nằm dài luôn. Hôm qua sáng dậy múa quá trời múa mà vẫn ok. Đây là viên thứ 5. Nhai nhuyễn. Xong. Uống nguyên ly nước ấm này, đi làm qua tới quận 7, bây giờ đi nổi tới quận 7, ra tới hết Phú Nhuận là tôi nói mất tiểu, rồi phải chạy ra tới quận nhất ngay cái đường sách tấp vô đi tiểu. Toilet công cộng rồi mới qua tới nổi quận 7. Ồ, ngày mai nữa là sinh nhật của em rồi nha mấy chế. Hôm nay là ngày 11 tháng 12, mình sẽ uống viên thứ 6 đây quý vị. Đây là viên đột quỵ thứ 6 nha cả nhà nha. Mà mấy hôm nay mặt mày tròn trịa đầy đặn là tại vì ngày nào cũng ngủ sớm, massage đắp mặt nạ, uống thuốc đột quỵ để bảo vệ sức khỏe, để chiến hôm sinh nhật. Đây, viên thứ 6. Quên nữa, không có trí nhớ. Hỏi cái vụ phải vàng thiệt không mà chưa có hỏi nữa. Vàng
Mọi người nghĩ này phải vàng thiệt không? Phải vàng thiệt không? Từ từ ha, ngậm nhai từ từ. Dọn chiến trường. Còn 4 viên nữa thôi là sẽ xuất xưởng. Cả nhà. Sinh nhật xỉn quá quý vị ơi, say xỉn quá. Nay ngủ mấy ngày nay thiếu ngủ quá trời luôn quý vị, tắt tiếng luôn rồi cả nhà ơi. Quá trời quá đất. Thôi, làm một viên nữa nha. Đại Tường đang ở khách sạn Caravan đó quý vị. Tại vì từ bữa Tường nói rồi đó, bữa sinh nhật á, Tường muốn khách sạn ở với ba mẹ Tường, với con gái Tường. Coi như thay vì mình đi nghỉ dưỡng hay đi du lịch, mà đi du lịch không được thì thôi mình ở Sài Gòn mình đi du lịch luôn. Và làm một viên đột quỵ nữa nha. Đây. Này viên thứ mấy của anh ta, 7 hả? Quên. Không có đem cái hộp theo, không có đếm được. Đem con viên bỏ con vỏ thôi. Cảnh ở ngoài rất là đẹp. Sáng sớm. Đây là nhà hát thành phố. Xong. Hello, good morning. Hôm nay cả nhà hẹn nhầm dậy sớm, đi ra ngoài Hải Triều, đi bộ ra Hải Triều ăn xôi gà với ăn phở. Ok. Hôm nay sáng ngủ dậy trời se se lạnh quý vị ơi. Trời se se lạnh. Có người bạn rủ đi uống cà phê, cho nên là mặc cái áo này cho nó có vẻ Noel một chút xíu. Sắp Noel rồi. Rồi đi uống cà phê. Đây, giờ này mới có 7 giờ sáng thôi nha cả nhà. Hôm nay dậy sớm. Tối qua Tường xong hơi, Tường massage, đi làm về cái đi xong hơi đi massage. Đâm ra là tối ngủ ngon. Ngủ một giấc từ 11 rưỡi đến 6 rưỡi sáng luôn. Rồi thức dậy. Không đi vệ sinh, không đi gì hết. Ngủ một giấc ngon lành luôn. Trời ơi, lâu lắm rồi, từ hôm trước sinh nhật tới nay mới được một giấc ngủ ngon. Mặc dù là sáng 6 rưỡi thức dậy xong, cái việc mình đi vệ sinh xong, cái muốn vô ngủ tiếp mà ngủ không được, nên thôi dậy luôn. Dậy đi uống cà phê để ngắm không khí bằng ngày buổi sáng. Siêu warm. Đây. Lạnh quá. Rồi, còn 2 viên nữa thôi là kết thúc hành trình 10 viên thuốc ngăn ngừa đột quỵ. Hẹn gặp lại sáng ở Hà Nội nhé. Đây, mới vừa ngủ dậy, bây giờ là 7 giờ sáng. Sáng nay một chuyện rất hài hước. Cái mình dặn mẹ mình á, mình nghĩ đi với mẹ mình là mẹ mình dậy sớm lắm, mà nó mới cần bật báo thức. Mình dặn mẹ là mẹ ơi, 7 giờ kêu con dậy đi làm nha. À quên, 6 rưỡi nhớ kêu con dậy đi làm nha. Rồi hai mẹ con dậy sớm, đặng còn đi ăn bún ngang. Rồi con 8 giờ là con đi làm. Vậy mà bà dậy từ 5 sáng, bà nằm bà để mình ngủ hoài luôn. Tới 7 giờ sáng cái mẹ này 7 giờ rồi kìa con ơi, dậy đi. Mình quảng hồn mình giật mình ngồi dậy. Giờ mình đi ăn sáng gì nữa, 7 giờ rồi mà mình dặn rõ ràng 6 rưỡi kêu mình dậy. Mẹ nói, tao không có nhớ. Mày dặn chứ tao không có nhớ.
May á, mà mẹ 7 giờ kêu dậy chứ phải chi mẹ nói con ơi 8 giờ rồi dậy đi là đền luôn, là bể xô luôn á. Rồi như bây giờ sáng nay là không đi ăn sáng kịp, uống như lục quỷ đã rồi trang điểm nữa, còn trang điểm còn làm tóc nữa, 7 giờ mấy rồi mà 8 giờ phải đi, 8 rưỡi có mặt. Trời nha vậy hả? Xong uống ly nước, vậy là 9 viên rồi đó quý vị. Mai về Sài Gòn rồi mốt viên nữa là hết. Xong đem cái ruột về luôn để đếm số, đếm quân số. Rồi trang điểm lẹ mà đi. Ok. Và hôm nay là viên thuốc cuối cùng rồi cả nhà ơi. Hôm nay là viên thuốc cuối cùng. Này hộp này toàn vỏ không không à. Hộp này vỏ không không à. Đây, viên thuốc cuối cùng nha cả nhà. Như vậy là hoàn thành xuất sắc 10 viên. Hôm nay đi làm phải dậy sớm làm tóc, trang điểm. Uống cái đã rồi mới trang điểm. Mới 7 giờ sáng à. Rồi xong. Ôi vậy à. Tôi chia sẻ lại với cả nhà nha. Để gắn mấy cái vỏ vô đây cho nó đẹp, cất làm cái người. Rồi mất đâu 2 viên à, bữa hôm đi Hà Nội uống 1 viên, với Vĩnh Long uống 1 viên. Dục cái vỏ đâu rồi. Không có đầy. Đây là 10 viên thuốc đột quỵ tôi đã uống xong. Tôi chia sẻ lại với cả nhà. Cái này là cái thuốc nhà giàu. Hồi xưa Hàn Quốc ta chỉ làm bán trong nhà xanh thôi. Nó thì bây giờ tôi chia sẻ lại. Ai mạnh khỏe uống để tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa đột quỵ, mỗi tháng nhai 1 viên buổi sáng. Ai có bệnh, có nghĩa là đã đột quỵ tai biến, cần hồi phục sức khỏe sau tai biến, nhồi máu cơ tim đó, thì phục hồi, ai à, tóc bạc, phục hồi sức khỏe thì mỗi ngày uống 1 viên và một liệu trình là 3 tháng. Còn ai mà giống như Cát Tường, có nghĩa là mình cũng mạnh khỏe nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy lo lắng hoang mang, mình bị áp lực công việc quá, stress quá, cơ thể mình suy nhược, mình sợ chết, mình sợ bị đột quỵ, với lại là mình có điều kiện, quan trọng là mình có điều kiện, thì mình sẽ uống giống như Tường vậy đó, 2 tháng 10 viên, 2 tháng 10 viên, uống một lần là 10 viên liên tục, cách ngày uống viên, cách ngày uống viên, cách ngày uống viên, uống trong vòng 20 ngày hết 10 viên, sau đó mình nghỉ. Tháng đó mình nghỉ, qua tháng sau mình nghỉ, rồi tháng sau nữa mình uống. Có nghĩa là cứ 2 tháng 10 viên, 2 tháng 10 viên. Rồi xong nha. Rồi một hộp 100 viên là 82 triệu. Một hộp 10 viên là 11.300.000 từ Hàn Quốc gửi về. Còn mà mua lẻ của Cát Tường một viên thì Tường bán là 950.000. Rồi xong, uống nước. Rồi mọi người nhớ theo dõi ủng hộ kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường nha. Nếu mọi người muốn mua cái thuốc ngăn ngừa đột quỵ giống như Cát Tường thì mọi người vào trang fanpage bán hàng của Cát Tường, đó là trang MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường luôn trên Facebook nha cả nhà. MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường, hoặc là hai cái số hotline của Cát Tường là 0903 600 277, 0985 38 24 24. Cảm ơn cả nhà nha, chúc cả nhà mạnh khỏe, tràn đầy sức khỏe, năng lượng, chuẩn bị đón năm mới. À, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Subscribe theo dõi kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường nha. Mọi chi tiết quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.